giao công nghệ giữa DJI Agility và tập đoàn Picosecond. Trong năm 2019 này cũng là một điều rất là tuyệt vời là DJI Agility đã kết hợp được với tập đoàn Picosecond mang cái công nghệ mới nhất hiện nay trên thế giới là công nghệ Pico Max. Laser mới này và mình thấy là đạt đến hiệu quả 90-95%. Nghĩ là trong thời gian tới cái công nghệ laser Pico Max này sẽ là trào lưu rất là hot ở trong cái thị trường làm đẹp thẩm mỹ ở Hà Nội. Xin chúc mừng DJI Pro và Picosecond. Chào các bạn, mình là Hạnh Lâm. Ngày hôm nay mình đến với chương trình rất vui mừng khi được đến DJI Brow để trải nghiệm công nghệ mới, sự chuyển giao giữa công nghệ mới từ DJI Brow và tập đoàn Picosecond. Và ngày hôm nay thì thực sự là sau khi mà được trải nghiệm cũng như là được nhìn tận mắt những cái gì mà công nghệ mới đem lại cho DJI thì thực sự là Hạnh cảm thấy rất là, nói chung mọi thứ rất là hoành tráng. Và Hạnh cũng là người đã từng sử dụng dịch vụ của DJI rồi, và trước đây là lông mày của Hạnh là cái chỗ đỏ. Hạnh đã sử dụng dịch vụ là Intrex. Tức là cái dịch vụ đấy thì hiện tại là thời điểm đấy là Hạnh cảm thấy rất hài lòng. Hạnh mong rằng là công nghệ này sẽ đem đến cho DJ những cái gì tuyệt vời nhất. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tip. Mình cũng là một khách hàng khá là quen thuộc của DJI Brow. Trước kia thì mình có đến và sử dụng dịch vụ hút lông mày bằng Intrex, nhưng mà cái lúc đó thì mình rất là hài lòng với cái công nghệ đó. Và hôm nay mình đến để dự cái buổi chuyển giao công nghệ mới Pico Max này, mình thấy rất là hài lòng. Mình nghĩ rằng là cái công nghệ mới